Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời biết chưa. Mà lần nào anh cãi tôi cũng sôi hỏng bỏng không, thế mà vẫn cứ cãi. Thế bây giờ làm shipper nhưng mà lại không có giấy tờ, thế có khác gì tự hắt đổ bát cơm không hả? Kìa em, có anh Nghiêm ở đây. Về nhà nhá, anh chết với tôi. Vâng, chồng của hai bà thì làm sao bằng chồng tôi. Chồng của tôi nhá, không những vô công rồi nghề, không công ăn việc làm, vợ vừa xin việc cho, đùng một cái thì bị giam bằng một tháng. Đấy, chồng thế thì mới gọi là chồng chứ, nhất luôn. Thôi, đừng giận người ta nữa, chuyện cũng xảy ra rồi. Này, vợ này, vợ làm ngụm nước mát đi, cho nó hạ hỏa. Rồi để đấy, anh nghĩ cách. Tìm cách á? Tôi nói cho anh biết nha Hào, ngày hôm nay là đầy tháng con đào nhá, nhưng rất có thể ngày này năm sau ấy là ngày giỗ đầu của anh luôn đấy. Trời ơi, con Yên này, hôm nay đầy tháng cháu mày mà ăn nói xui rủi thế à? Phủi phui cái mồm mày đi. Mồm xinh cứ nói linh tinh. Khoan, dừng khoảng là 5 giây. Sao đấy vợ? Chuyện gì đấy? Ngồi xuống đã. Em ngồi có chuyện gì thế? Nhân buổi tiệc vui vẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng chồng của em, cháu nhận được công việc mới ạ. Ôi trời ơi, chuyện gì thế hả vợ? Chuyện gì đây? Anh không biết à? Không, không biết thật luôn. Ừ. Dạ vâng, anh Hào từ bây giờ sẽ là nhà báo ạ. Ôi trời ơi, cái này mới nha. Báo gì đấy hả vợ? Không biết thật à? Không, báo mua và bán đi. Báo nhà, báo cửa chứ còn định báo gì. Vợ này, suốt ngày đầy nghiến. Rồi, kệ em đó. Mời không? Mời không? Suốt ngày chưa được Hào thôi. Anh thấy nó cứ sao sao ấy. Sao là sao? Thế bây giờ có lên không? Tôi lên đi. Ôi đúng là càng ra bụng trùng ra mắt, buồn ngủ thế. Anh chị ạ? À? Anh chị. Sao chị Yên lại... Em thấy chưa? Thời đại nam nữ bình đẳng, em có bắt anh phải đưa đi đón về, em không tự đi được à? Ôi giời ơi anh Hào ơi, em tưởng anh thế nào? Ai đời lại con trai sức dài vai rộng thế kia mà lại bắt chị Yên bé như cái kẹo này đèo đi là như nào? Cảnh nói đúng đấy, nam nữ bình đẳng, ai đèo chẳng được. Em biết vì sao mà anh Hào không được lái xe không? Nào. Sao ạ? À, chàng trai của chúng ta vượt đèn đỏ, sao đã bị công an giữ bằng, thế là chị phải đèo. Và tóm lại đừng có nghe cái lời ông Cảnh này, để tha liền thuyền. Em đừng có nghe lời nó nhá. Đây đây đây, tấm gương đây, đây đây đây. Đấy tấm gương luôn đấy. Nhìn nhá. Sáng chói. Thôi, về ngủ nghỉ đi, suốt cả đêm rồi đấy. Anh em mày khổ thật đấy. Vợ này. Gì? Chả giữ thể diện cho chồng gì cả. Ôi trời, thể diện. Ơ, sao cô Yên lại chở chú Hào thế à? Sao cô không chở được chú Hào? Chú là đàn ông, chú phải chở vợ con chứ. Chú to như thế này lại bắt cô Yên, con gái phải chở, nhìn buồn cười lắm. Con thỏ này, nói chuyện cứ như là bà già cổ hủ ấy. Thôi, không phải ra vẻ với trẻ con. Cháu có biết vì sao chú Hào không được lái xe không? Không ạ. Chú Hào nha, chú Hào đi xe máy nha, chú Hào vượt đèn đỏ nha, chẳng là công an bắt, thế là thôi, không có bằng, thế là không được lái xe nữa. Cô giáo dạy đèn đỏ phải dừng lại, đấy chú Hào ạ. Con nói chỉ có chuẩn thôi. Cô đang nghĩ đây này, có khi là phải gửi chú Hào đi học cùng với các con, phải đi học lại mới được. Yeah, thế là bố Hào được học cùng lớp với con. Đúng rồi. Thế là hai bố con học cùng lớp với nhau, vui quá còn gì nữa. À, có khi là tôi phải gửi cậu Hào kèm luôn cả nhím cho tôi nhỉ? Chuẩn đấy anh ạ. Anh Quý bây giờ còn biết nói đều cơ đấy. Ô, thế là nói đều à? Tưởng là cô Yên nói thật. Thôi, đi học thôi. Cảm ơn cô chú ạ. Đi nha. Gì đấy?
Nhục, nhục không chịu nổi. Anh vi phạm có một lần thôi, có nhất thiết phải bêu anh cho cả xóm biết không? Hả? Nhục hết cả mặt rồi đây này. Chị Yên lại dã cua đấy ạ. Nhà chị Yên giỏi thật, ngày nào cũng ăn canh cua mà không ngán. Tao bận tối mặt tối mũi, chả ăn canh cua chả biết ăn cái gì. Mày điêu ấy. Em chuẩn bị đi ăn thịt xiên nướng với anh Cảnh. Đẹp không? Sướng nha. Mà này, bọn mày là sinh viên mà tiêu xài sang hơn cả bọn chị. Tiết kiệm tiền cho bố mẹ đi. Thì em cũng muốn tự nấu cơm ở nhà mà. Nhưng mà anh Cảnh thương em, anh ấy chiều em lắm. Em không phải động tay động chân việc gì cả đâu. Ở đấy, thế là giống cái ông 10 xu ngày xưa rồi đấy. Cũng toét toét. Bây giờ thì đấy, nhìn đi. Hào, làm gì đâu đấy? Đây, nhanh ra lên. Đây. Lên xe. Anh làm cái gì đấy? Tại sao lại đi cái xe này? Đâu. Thì anh cứ tưởng... Tưởng cái gì? Em đã nói với anh rồi, tạm thời là đi xe của bác Mạnh. Em mượn cho cả tuần rồi còn gì nữa. Nhưng mà cái xe đấy hôm qua vừa mới hết điện. Hôm nay mà hết điện nữa là anh không đạp nổi đâu. Hai chân dã rời mất rồi. Tóm lại bây giờ anh muốn như thế nào? Em không đùa với anh nhá. Em đã nói rồi, từ từ rồi em sẽ sắp xếp cho anh đi làm cái chỗ gần. Rồi còn phải chờ để lấy bằng nữa chứ. Làm sao ấy? Trời ơi, Yên ơi là Yên. Nói cái gì đấy? Cún ơi, con ngồi yên để mẹ chở đi học biết chưa? Chở ra đi. Tao bây giờ ấy, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng ấy. Thế, xí quan. Thì... Hóa ra là giận cá chém thớt. Biết ngay mà. Cái lỗi của chồng bé tí ti như thế, làm sao vợ lại giận được. Vợ nhỉ? Anh vẫn còn nói à? Bà Yên làm thế cũng quá đáng. Em công nhận không? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Quá đáng cái gì? Làm chuyện có lỗi với vợ, bị vợ đuổi ra khỏi nhà như thế là đáng đấy. Anh cứ bênh anh Hào đi, sau này anh cũng giống anh Hào. Em lại thế rồi. Anh làm sao mà giống được anh Hào? Mà em đừng có giống chị Yên đấy nhá. Anh cứ liệu hồn. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Vợ mở cửa đi, chồng vào trong nhà rồi từ từ nói chuyện. Mày cứ cho nó vào nhà đã. Chứ ở đây bao nhiêu người như thế. Thôi, đi ra đi. Mà này. Khoan dại. Ôi dồi ôi. Thôi, đi vào nhà ta mà nghỉ ngơi. Khi nào nó hết giận rồi hẵng về. Còn chuyện gì nữa mọi người giải tán đi. Thôi đi về đi, về đi cả đi. Em về đây ạ. Ừ. Dám đi. Ui, cái gì đấy? Giật cả mình. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh hết cửa về nhà rồi đấy. Bây giờ vào nhà, vợ không cho chồng vào nhà. Đi, vợ không cho đi. Thế vợ muốn chồng sống sao? Tôi không biết. Anh thích đi thì đi luôn đi, không phải về nữa. Mà về tôi cũng không mở cửa cho đâu. Này, mày quá đáng rồi đấy nhá. Mày đừng có làm thế với thằng Hào. Tại ông Hào ông hiền quá. Mấy lần ba mắng mò có dám nói gì đâu. Phải anh nhá, nói giọng vừa rồi nhá. Anh đi luôn. Nhục. Ok. Anh gan thật đấy, cái anh này. Quen rồi, bố bạn cũng chả dám cãi. Đẹp trai thế mà nhục. Vợ, mọi người nói chồng không ra gì rồi kìa. Vẫn mở cửa cho chồng vào đi. Mọi người nói sai à? Thích đi gì? Đi luôn đi. Người ra đi đâu không ngoảnh lại. Nhá. Này nhá. Một vừa hai phải thôi nhá. Ui. Ok. Đuổi thì tôi đi. Không về thì không về. Nữa. Thảo ơi! Về! Con Yên, mày cứ thế cơ. Tao thế đấy!